មហាជននិងអ្នកគាំទ្រផ្អើលសឹងមួយប្រទេសតែតារាចម្រៀងវ៉ាន់ដាបែរជានិយាយយ៉ាងខ្លីដោយអត់ដឹងរឿងអ្វីសោះក្រោយបែកធ្លីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ឆាណែលព័ត៌មានសិល្បៈបាទជាការពិតណាស់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងថាអាយដលរបស់ខ្លួនមានម្ចាស់បេះដូងបារហូតមកដល់ពេលនេះព័ត៌មានស្នេហារបស់តារាប្រុសរូបនេះគឺនៅតែជាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរបស់មហាជនដែលជាអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះព្រោះបើទោះបីជាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលអាចបញ្ជាក់ថាវ៉ាន់ដានិងនារីរូបស្រស់ដែលមានឈ្មោះថា
ក្រោយព័ត៌មានស្នេហារបស់ខ្លួននឹងនារីវ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះថាឡូរិនកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនជាអ្នកគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីបែបនេះបាត់បងងាកទៅមើលតារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដានិងកញ្ញាឡូរិនវិញហាក់នៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ខ្លួនមិនបង្ហាញសកម្មភាពឬធ្វើការចេញមកបញ្ជាក់អ្វីនោះឡើយ បាទតែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះស្រាប់តែនៅយប់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាវ៉ាន់ដាបែរជាបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានសន្លឹកដោយមិននិយាយមិនសរសេរអ្វីទាំងអស់តែលោកបែរជាដាក់ស្ទីគ័រ បាទជាមួយគ្នានេះដែរស្រាប់តែតារាចម្រៀងវ៉ាន់ដាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្របានម្នាក់នៅក្នុងខមមិនរបស់ខ្លួនដែលបានសរសេរថាងើបមកធម្មតាអញ្ចឹងមេបាទភ្លាមៗនោះស្រាប់តែវ៉ាន់ដាបានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងខ្លីហាក់ដូចជាលោកពំបានដឹងរឿងអ្វីតរតែសោះដែលបានឆ្លើយតបបែបនេះថាគេកើតអីមែនក្នុងនោះមានអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតក៏បានចូលបញ្ចេញមតិបែបលេងសើចជាមួយនឹងសម្ដីរបស់លោកប្រុងព្រៀតផងដែរដូចជាមាន
đôi ấp miền rừng ấy chẳng bong, sấy sấy sét môi bờ tê, kế phá lằng bình nâng hái, bong phơ phao giang rụng hơi. Bắt buôn bên chợ tha, bờ miền sài ha, rồi bọt đà ra chùm riêng vạn đá, trâu bàn bài thay lý cầu, trâu bàn để quan trâu sòng sài thá. Đà ra pro rụng đi bàn cầm bông lụi bằng cặp lưng sài chìm môi nâng nơi riêng không mấy sờ sàn mình ạ. Bắt cả sòng sài đi bàn cặp lang bẩn tua pi để quan trâu chập bàn tha để từng pi bàn thọt rụng gần lại chìm môi khné. Bên kia đôi chân nơi không phải hai rồi bờ vạn đá, nâng miếng rụp hiệp tôi chỉ trán tiệt. Bong hoa nơi Instagram, đại nét từng pi bàn thọt chìm môi khné giang sơn sơn al phong đài. Miếng rụp hiệp kia buộc kê đa cản đại khné, nâng miếng rụp hiệp môi chìm nuốt tiệt khơi tha sợi sa rụp ní. Cho nơi khang cầu đã ra chìm riêng vạn đá đại cổng bông tại thưa càng nghĩa sập bạch chị đàm. Bà pro mặt tách nét nốt tê đại sơ sa đã ra chìm riêng vạn đá tha rộp bàn song sa tham ấy sa chơi nhanh tại mặt đón. Đại bộ phục khá lạc bàn dịa tha, niên tơp tài chọc thân nạc tì đập bí kà bì chân nằm bì bọn bà phê bí. Khá nạc đại nơi rì mùi chùm nôn tiết có chủ đoàn này nâng sợi xa rụp nịp hoàng đáy. Đại dốc bàn bế đông đà ra chùm riêng rẹp đại lên một xã nịp. Bà bộ tha miên nơi rì mần tạch nẹ nô tê đại chọn khai khuôn chì cú xa nai rộp bò hạ đất nẹ cao đông rụp nịp. Bà tài nơi tì bòm phốt đà ra rẹp gồm phông tà miên phí bất giang nam minh mình toàn miền ca bệnh chạy bị lục văn đá tha chùm nón sanai hà lục nâng sợi sợi rụp núp chấp đam nộp bên a lai khả nạn đại phen chỉ tràn ban chun po ở bụng quạt căn đại khe ban duồng vắng và pro tha đà ra rep trường khang mà đẹp tiệt đại cổng phong tại pro chen khne giang sốt xoan chỉ môi nâng văn đá và cứ lục nguồn chạm để viết núp bên ni miền côn môi từ hai đời lại văn đá vĩnh con long mọc bê từ lên sọc mà đong nơi ai cổng phong xóm đại cầm cua sa rồi bao lô rồi xì cao đong lụa núp bạn lô có thua mà đai xua tha bên nam biên song xa tại đà ra chùm riêng rụp nít chơi mình chân lời. Còn tại kia chưa tha nộp bên đi, đà ra chùm riêng văn đá ai nâng đặc đai cú xa này thăm mây rồi bỏ lô tôi chụp cổng cổ xa rồi bỏ lô nếp bê đòi chạp khẳng mục đi, chìa mình khẳng lời. Bạn cú rụm lập phong đai tha lô mạnh văn đá thua biên song xa mà nẹ đà miên chùm một tha nám. Bộ kê cho chất xa rụp chỉ trao nổ lượt đoàn luôn đôi khí nì tại cao bì chân nằm môn đi, nẹ tiếng bì của bạn chạy phơi khí nì còn đá tí. Nâng tiếng song khang mình prap ông bì mù là hạt bật bật gọt lời. Văn đá thu lọp đi dì bảo dào tha lúc mình chong oi rừng ở đất tư cao tam rung khan lúc rồi hốt đọc bà chú bọn lời. Chùm nay sợi xa đẹp trời kì song xay tha chia song xa thăm mây rồi bỏ văn đá. Nếp bên đi cư cùng lông bê đà niên cùng phong tập tù hương đại kê tha niên chia song xa rồi bỏ đà ra chụp riêng văn đá nút. Nơi lơ bàn tay tùm nẹ tùm nông xung cung TikTok còn niên chạp bà đàm chênh mục chia bàn to bàn tốp.
Sau đó, đại môn lịch thị rừng này, còn lòng mô kê mình đại bàn sủa rụp nên lại. Bắt sâu mà chạy thà kết trăm chân năm bì bọn và phê bây này đã ra chùm riêng rạp cư lục văn đá. Trước bàn kê mơ khơi thà lục miên tìm xa chùm riêng phần này này, nó mô kê tiền ca quam trô nâng đồng lại luôn. Tớp thua ai nơi chí trả ơn cư chùa trơm tam lục tại mặt đó. Đã ra chùm riêng văn đá thua lọc tù xung kriêm đi strạc dàng cái đại của quốc ca bì trong chân năm bì bọn và phê bí. Chỉ mỗi nâng đà ra chùm riêng rạp đôi khí cư lục nguồn chàn David. Hai rồi hôn mặc đoàn bên này, nạc quam trô mặc hàng rồi bỏ đà ra tiếng phí. Bạn chặt tục ai đó rồi bỏ bộ kê thạc khăn rừng rừng luôn. Văn đà chỉ rụt dôn thay chỉ tràn chân nằm mặc hai, tại rụt kê mình sơ khơi xe liệp bẹn. Khả áo thay đôi chìa nguồn chàn David nụ tì. Tại bật tù chìa bỏ rằm miên thạc bà chụp bọn đầm lại luôn rồi bỏ lúc bộ chìa nguồn chàn David cái đấy. Tôi phê bởi lật đặc cảm bà rầm mây đầy cổ rộng văn đá tại con lòng mốc. Miên bà rõ mà nè ai ăn thạc luôn chỉ tìm xa bởi lật đặc cảm ní. Mình hiến trả lời bẹp bọn chỉ mùi đà ra chùm riêng rạp rụp ní tế. Tôi phê bởi miên tăng lai rồi bỏ văn đá. Nâng nạ xa bởi miên hạ bị bạc nông ca sạp nhờ rộng cà bật. Chỉ phí xe cư lục vui kê chạp rõm rương lục rộng bàn xong xa thăm mây xóm rộng bộ bẹt đông nếp ní. បាទថ្មីតបតៃនៅពេលនេះតារាចម្រៀងវណ្ដាកំពុងតែស្ថិតក្នុងលំដាប់តារាជួរមុខផ្នែកបាទចម្រៀងរ៉េបនៅកម្ពុជាមែនតែកន្លងមកអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមគឺលោកចែមសុកបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាចង្វាក់មួយនេះគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ឬគេមិនដែលយកបទប្រភេទនេះមកច្រៀងជាផ្លូវការឡើយហើយលោកបានធ្វើការវិប្រហែលយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះលោកវណ្ដាពេលច្រៀងហើយស្រែកសុំឲ្យទស្សនិកជនផ្ទះដៃឬស្រែកហ៊ោដែលជាទម្លាប់ប្រចាំរបស់អ
mạnh đại rưu tế. Ta khói rộng bàn sợi sạp chìa bạc bệ đồn hái ta đã ra chùm rương văn đá. Nâng can tay là bây thaym tiết rư nê ri nê ri khá chạp đám đọ thoi tù vĩnh. Vì bố tay khó chất chùm mùi nâng đã ra chùm rương rạp rụng này. Và xâm ra bộ rộng miên xa là bạc tì mùi nít khi bạc xô mê chọc trầm tay bộ nét. Và xô mong vài rộng bởi mất bộ mai bóng phô tình ọc nít. Tư tạm đàn chùm mùi nâng bộ rộng miên xa là bạc tì bí chìa bần tò tiết. Và xâm ra bộ rộng miên xa là bạc tì bí nít cư miên châm nông chương thà. Đà ra xâm đai nâng chìa bị thi co lục bà nhà sất. Chút mặt đai mộc bí bởi tế thay mần toàn sử dụng bốn phóng. Có bà đà ra xâm đai nên chia bí thi có cư lục bà nhà sất bàn chùn mặt đai rồi bỏ lục mặc đòi bà tế hai nửa bật ngay thì xám sắp khai ưu sắp hiếch năm bí bòn bà phẩy bấy. Bà tòa bí thua ca về các chùm ngư cửa khăn nông đầm rong nôm, chùm ngư bùa viên nông bình tì bệt bà tế thay ở chi tràn sắp đà. Cả hôm chùm nuôi ở bà thông rồi bà xâm đai chạy kẹo mà hà xe nà bà đây để chờ hôn xa nè dô rộn mần trây nè bà hà riêng trên nà chạ Công phong rung rốt tế đã miên mặt đài chi chanh bí bởi liên dân hoa ổn trả chết phân nông bình. Khăn ông tức mục sắp bài rì rì, đã ra xâm đài bà nhà sất bàn bình chạy thà. Cá vơl mục sắp phẩm nạc lực này cứ lục lên vơl tự thua ca chia chân trai nửa bởi tế thay bình hái. Hai lô có miên ca nghiên sắp bạc chế tràn đài công phong tài rong trăm lục nửa sắp phẩm mẹ. Tôi bây chế bên đi mặt đài rồi bỏ lục mình toàn chia sắp bài mùi rồi phía rối. Bọn tay lục chưa thà, lục miên bên với liên tràn khăn ông ca bọn tôi bị lúc bạn ạc khan khăn ông với say nít chương phí chân nằm. Lúc bạn nhận sất bạn này dễ thả, khi nhóm một lực nít lên từ vinh hải bọn, ngay nít cổ ăn tại dọc mặt đáy từ phía hải, khi nhóm trời chanh từ thọt xài phiếp dân phía mùi rồi bọt tụ bài dọn. Nếu bị khai tiết bạn chun qua từ phía đất mặt đoàn tiết hải bế nít, khi nhóm miên bê về lia tràn xâm rạp càng nghe xa lập bạc. Bắt tam đã ra chùm riêng rụm nít chùm nuôi sắp rớt thua bị xâm đạch để cho hôn xa em chùm nuôn bây mơn đô la bàn phát đo lọc ca oi mặt đai rồi bỏ lúc bàn vẹt cắt nâng chia sát bài khăn ông phê chạp chạp. Lúc ọc quân chia bí xe hết đo xâm đạch tiền bì bồm tầng nẹ quam trô rụp lúc nông vi sai xa lập bạc. Đặng bây ở lúc miên ở các bàn rốt chùm nô khlạc khlạc tam rồi dạ xa lập bạc làng vinh. Đã ra chùm riêng bà nhà sất bàn à áng thá kéo bí sát thà ni trụt đuộc bài yôn của miên cổng hôn nâng phá lật cam mùi chùm nuôn tiết. Có bàn tiện tôn một lúc đặng bây thọt chìa bần tò bần tò phong đài. Và xâm ra bò rộng miên xa lập bạc tì bí nít nhưng bạc xô mê chọc trăm tay bọn nét. Và xôm cổ rộng chùn bò nông ọc quân bởi mật bộng mai bông bộn tình ọc ní. Đại bàn chùm nai bê tam đàn sẵn đạp nâng tù sân nạc và đô chì ca chô rùm. Và chọc subscribe channel bọc nhóm bạc phong đài.